Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Đau khổ khi vợ qua đời vì tai nạn, chồng sốc nặng khi người chết quay về vạch trần. Anh Bagenla Kalala và cô Notla Rukundo là những người tị nạn đến Úc vào năm 2004. Cả hai quen biết nhau khi cùng là nhân viên cộng đồng và sau một thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định kết hôn, về chung một nhà, sống với nhau 10 năm trời và có 3 đứa con trước khi một bi kịch xảy ra. Năm 2015, cuộc hôn nhân của cặp đôi bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn trục trặc. Khi ấy, anh Balenga thấy tình cảm của vợ dần phai nhạt nên đã nghĩ đến chuyện vợ ngoại tình. Chính vì thế, anh ta đã âm mưu lập một kế hoạch để sát hại vợ mình. Ngày 21 tháng 1 năm 2015, cô Notla trở về quê nhà ở Burundi, phía đông châu Phi, để tham dự một đám tang của người thân. Cô Notla ở lại một khách sạn tại thành phố Bujumbura, thủ đô của Burundi. Trong suốt thời gian này, cô vẫn thường xuyên gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình của chồng và các con, đảm bảo các con vẫn khỏe mạnh. Tới ngày 17 tháng 2, khi cô Notla gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người, anh Balenga đã khuyên vợ nên ra ngoài đi dạo cho thoải mái và giảm bớt cái nóng oi bức của châu Phi. Thấy chồng quan tâm, cô Notla đã rất hạnh phúc và quyết định đi bộ ra ngoài khách sạn để xả stress. Không thể ngờ có cạm bẫy mà chồng sắp đặt đang chờ sẵn bên ngoài. Khi cô Notla vừa bước ra ngoài, cô bị một người đàn ông tiếp cận rồi đe dọa bằng súng. Hắn ta ép cô phải giữ im lặng, nếu không sẽ bắn. Sau đó đưa cô lên một chiếc ô tô gần đó, có hai người đàn ông khác đang đợi sẵn. Quá sợ hãi, cô Notla chỉ biết làm theo mà không dám phản kháng. Cô bị nhóm người lạ mặt trùm kín chăn lên đầu rồi đưa đến một nơi vắng vẻ. Tại đó, cô gặp được một người đàn ông thứ tư, được cho là kẻ đầu sỏ của băng nhóm, nói rằng chồng cô đã bỏ tiền ra để thuê người giết vợ. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán với cô Notla, băng nhóm này thừa nhận rằng chúng không muốn giết cô vì điều này đi ngược lại với đức tin của chúng. Cuối cùng, cô Notla được thả ra vào ngày 18 tháng 2, nhưng băng nhóm kia vẫn gọi điện về cho anh Bagenga, nói rằng họ đã xử lý xong xuôi. Không những thế, cô Notla còn thu thập được rất nhiều chứng cứ, bao gồm thẻ nhớ chứa ghi âm, cuộc gọi và biên lai số tiền mà anh Belenga chuyển cho nhóm tội phạm để giết vợ. Tổng cộng 7.000 USD, hơn 160 triệu đồng. 4 ngày sau đó, cô Notla mang chứng cứ trở lại Úc. Lúc này, người chồng độc ác Belenga đang tổ chức đám tang giả cho cô. Anh ta thậm chí còn xin quyền góp của mọi người để làm đám tang, nói dối rằng vợ mình đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Khi nhìn thấy cô Notla trở về lành lặn, Balenga sững sờ tới mức không nói nên lời. Cô Notla nói, thật bất ngờ, tôi vẫn còn sống, anh đúng là kẻ độc ác. Tại sao anh lại muốn giết tôi? Còn những đứa con thì sao? Ai sẽ chăm sóc chúng? Trước những lời chất vấn của vợ, Balenga một mực phủ nhận chuyện thuê người giết vợ. Tuy nhiên, với những bằng chứng rõ ràng, cô Notla đã quyết định kiện ra tòa. Tại phiên tòa, sau khi cảnh sát đưa ra một loạt những chứng cứ liên quan đến việc anh Balenga bỏ tiền thuê người giết vợ, anh ta đành phải nhận tội. Balenga nói rằng lý do anh ta làm thế là vì nghi ngờ vợ ngoại tình. Những tưởng mọi chuyện trót lọt, Balenga không ngờ đưa bản thân vào vòng lao lý. Cô Notla chia sẻ, tôi không thể tin rằng chuyện này lại xảy ra với mình. Tôi và người đàn ông đó đã chung sống suốt 10 năm. Tôi đã vô cùng sốc và cảm tạ trời đất vì công lý vẫn giành chiến thắng. Con gái đột ngột mất tích, 6 tháng sau bố mẹ đau đớn trước lời khai của hai bạn thân. Tình bạn như mờ của ba cô gái. Skyler Nis đến từ thị trấn Star City, Tây Virginia, Mỹ, là một nữ sinh xinh đẹp, học hành giỏi giang, làm việc bán thời gian và có một cuộc sống xã hội vô cùng năng động. Thời gian rảnh rỗi, Skyler lại chơi cùng chú chó cưng Lilo và luyện sáo. Cô gái trẻ mơ ước trở thành một luật sư hình sự và khi sự nghiệp ổn định thì sẽ lập gia đình.
Con bé có nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu, đó thực sự là một cô gái nhỏ tuyệt vời. Con bé luôn cười vui vẻ và đùa giỡn với mọi người xung quanh. Dì Caro Mitchell nhớ lại về cô cháu gái xấu số của mình. Như bao thiếu nữ tuổi 16 khác, Skyler cũng có những cô bạn thần chí cốt. Đó là Rachel Sharp và Celia Eddy. Cả ba cô gái cùng học tại trường trung học ở Morgantown, Tây Virginia, và mọi người hiếm khi thấy họ đi riêng lẻ. Ba lính pháo thủ, đó là biệt danh mà các cô đặt cho nhóm của mình. Skyler làm bạn với Celia từ khi còn nhỏ. Đến khi lên trung học, họ gặp Rachel và kết nạp vào nhóm. Bố Skyler nói rằng hai cô bạn của con gái anh tới nhà chơi mà chẳng cần gõ cửa. Đó là những gì những cô bạn thân hay làm. Bố mẹ của Skyler thực sự coi bạn của con mình như những người thân trong nhà. Lướt qua tài khoản mạng xã hội của họ, người ta có thể biết được phần nào thế giới của các cô gái. Giống như hầu hết các thiếu nữ tuổi 16, họ đã chụp rất nhiều ảnh cùng nhau và chia sẻ những câu chuyện vui đùa, riêng tư lên trang cá nhân của nhau. Khi không đi cùng, họ sẽ chat chít và nhắn tin với nhau. Sự biến mất bí ẩn. Vào một đêm ngủ lại nhà bạn, Skyler đã chứng kiến cảnh Ryder và Celia mây mưa với nhau. Sau đó, cô gái đã viết chuyện này vào nhật ký và kể nó cho vài người bạn. Cảm thấy như thế, Skyler chán ghét những gì xung quanh mình và đã chấm dứt mối quan hệ của họ. Rachel và Celia quyết định giết Skyler. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2012, Skyler biến mất. Cô đi làm về và hôn bố mẹ ngủ ngon trước khi về phòng. Tối hôm đó, theo camera giám sát, vào khoảng 12 giờ đêm, Skyler lẻn ra khỏi nhà. Cô trốn ra từ cửa sổ phòng ngủ và nhảy vào chiếc xe hơi đang chờ sẵn bên ngoài. Thấy con gái không trở về vào tối hôm đó và cũng chẳng đến chỗ làm ngày hôm sau, bố Skyler, ông David đã gọi cảnh sát. Tôi có một đứa con gái 16 tuổi, con bé không về nhà, không đến chỗ làm. Tôi đã nghĩ đến cái chết, ông nói với người trực điện thoại. Ban đầu, Rachel nói mình không nhìn thấy Skyler tối hôm đó, nhưng cuối cùng cô gái tâm sự với mẹ Skyler, bà Mary, rằng chính mình và Celia đã đón bạn đi. Cô nói họ đã thả Skyler cách nhà một quãng, vì vậy bố mẹ cô gái không thể nghe thấy tiếng con gái trở về phòng. Họ bắt đầu đặt câu hỏi liệu rằng có ai đó có thể bắt cóc Skyler khi cô gái đi bộ về nhà. Sau khi Skyler được thông báo mất tích, cuộc tìm kiếm kéo dài 6 tháng đã diễn ra. Rất nhiều người, bao gồm cảnh sát, đặt giả thuyết Skyler đã bỏ trốn. Chị Mary nói rằng điều đó là có thể nhưng không khả thi. Nếu con bé bỏ trốn, con bé đang làm rất tốt, nhưng mà tại sao con bé chẳng có lý do gì để bỏ đi cả. Hơn nữa, Skyler không mang theo kính áp tròng, sạc điện thoại, đồ trang điểm hay bất cứ đồ vệ sinh cá nhân nào theo. Phân tích điện thoại di động xác định điện thoại và cả thẻ tín dụng của cô không được sử dụng kể từ khi mất tích. Dù Skyler đang ở đâu thì bằng chứng trong phòng ngủ đều cho thấy cô ấy có ý định quay về. Phải đến 2 tháng sau khi Skyler mất tích, cảnh sát bang Tây Virginia và cuối cùng là FBI mới vào cuộc. Rachel và Celia được đưa vào cuộc điều tra với vai trò là bạn thân nhất của nạn nhân. Hai cô gái đã hỗ trợ tìm kiếm và an ủi bố mẹ Skyler. Thậm chí, họ còn đăng một vài bức ảnh tự sướng cùng Skyler lên mạng xã hội và cầu nguyện để bạn mình trở về an toàn. Tất cả những gì tôi muốn là bạn thân của tôi trở về nhà. Tớ nhớ cậu và yêu cậu, Sylvia viết trên thoại. Thậm chí, ông David còn vào phản hồi một số tin nhắn có vẻ chân thành. Ông động viên Celia là tiếp tục mạnh mẽ. Nhìn lại, những bài đăng trên thoại và Facebook của hai cô bạn đều rất bất thường. Lời thú nhận lạnh người. Ngày 16 tháng 1 năm 2013, Rachel thú nhận mình và Celia đã giết Skyler. Họ đã bị các điều tra viên thẩm vấn vài lần và cuối cùng Rachel thú tội. Khi cảnh sát bắt đầu nghi ngờ hai người này có liên quan hoặc ít nhất là biết nhiều hơn, bà Mary đã đứng ra bảo vệ họ rất nhiều lần. Tôi đã nói, không các anh, chúng cũng đang có khoảng thời gian khó khăn như chúng tôi vậy. Rachel đã dẫn các điều tra viên tới chỗ thi thể của Ryla dọc một con đường ở thị trấn Wayne. Nạn nhân bị đâm chết một cách dã man.
Rachel thú nhận mình và Celia đã đón Skyler và lái xe đưa cô đến một con đường nằm ở khu vực nông thôn này. Họ mang theo hai con dao bọc trong khăn. Khi cả ba ngồi xuống trò chuyện, Rachel và Celia đã đếm ngược đến ba rồi bắt đầu đâm Skyler tán loạn. Cô gái bị đâm vào cổ và lưng, cố thoát ra nhưng không thể. Rachel và Celia mang theo xẻng và đã lên kế hoạch chôn xác Skyler. Bộ đôi không đủ khỏe để đào đất nên đã kéo thi thể rời khỏi con đường hơn 4 mét, giấu xác dưới cành cây và bỏ mặc đó trong 6 tháng. Trước khi Skyler qua đời, cô chỉ kịp thốt lên tại sao. Khi Rachel thú nhận vụ giết người, cô chỉ tuyên bố họ không muốn chơi với Skyler nữa. Tính toán lạnh lùng và sự kinh khủng của âm mưu này đã khiến cả cộng đồng bị sốc. Điều gì đã diễn ra trong đầu óc các cô bé của tôi? Tôi không thể tưởng tượng được những gì con bé nghĩ trong đêm ấy. Tại sao, mọi người biết không? Ông David Neal không tin nổi sự thật. Trong những ngày trước vụ án, tài khoản Thai của Skyler đã chỉ ra có điều gì đó đang trở nên tồi tệ. Hai ngày trước khi bị giết, cô gái đăng: "Thực sự đừng làm quá nhiều để chọc tức tôi." Rồi chỉ một ngày trước khi bị giết, Skyler đăng: "Bạn làm cái chuyện quái quỷ và đó là lý do tôi không bao giờ tin tưởng bạn hoàn toàn." Celia đã nhận tội giết người cấp độ 1 và bị kết án chung thân. Sau khi được bào chữa, các công tố viên đã bỏ cáo buộc bắt cóc và hai cáo buộc âm mưu. Cô sẽ đủ điều kiện tạm tha vào năm 2028. Rachel Schott nhận tội giết người cấp độ 2 và bị kết án từ 10 đến 30 năm. Cô đủ điều kiện tạm tha vào năm 2023. Rachel và Shadia đều bị giam tại trung tâm cải huấn Lanin ở Tây Colombia. Giờ đây, vụ án đã khép lại một thời gian, nhưng nỗi đau trong gia đình Schreiber sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Bố cô bé, ông David, vẫn thường lái xe hơn 30 km đến nơi con gái bị sát hại để tưởng nhớ đứa con ngoan ngoãn của mình. I'm so mad, yeah.